Chào các bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng các bạn tìm hiểu bộ cây thông Noel với đầy đủ các phụ kiện phiên bản năm 2021. Chúng ta sẽ có một cây thông cao khoảng mét rưỡi. Đây là hai phần. Kèm theo là ngôi sao được gắn trên đỉnh của một cây thông. Dây kim tuyến để trang trí vòng quanh cây thông. Đây là chân cây thông. Chúng ta sẽ ghép lại thành dạng 3 chân. Để các bạn gài vào đây là sẽ được cái chân để gắn cái thân cây thông vào tiếp theo đó là các cái đồ dùng trang trí đây là 12 nơ đỏ ba bông tuyết đây là bông hoa tuyết ấy. phần này là ông già noel thu nhỏ có 6 ông già noel đây là thiệp để các bạn viết những cái lời chúc lời ước ở trên đây rồi treo lên cây. Chữ Merry Christmas thường sẽ để dưới ông sao. Hai bông hoa to. Túi 12 hộp quà và 12 cái trống. Chúng ta sẽ tách ra và treo lên cây đấy. 12 quả cầu với nhiều màu sắc khác nhau và có 6 quả bóng tuyết và cầu tuyết cũng để treo lên cây cuối cùng là dây đèn nháy với nhiều màu sắc khác nhau hình hoa quả để tìm hiểu kỹ hơn về bộ cây thông full set một mét rưỡi các bạn có thể truy cập trong web gia dụng nhà việt.com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại